Các chi tiết thú vị trong Harry Potter mà bạn có thể bỏ lỡ. Voldemort tự ý ôm Malfoy, đũa có móc để sẽ múa phép. Harry Potter là loạt phim Âu Mỹ mà mỗi khi xem lại đều không thấy chán, bởi lần nào cũng khám phá được một vài chi tiết hay ho và thú vị mà lúc trước không nhận ra. Sau đây cùng tìm hiểu về những chi tiết đó nhé. 1. Hình ảnh của Voldemort từng xuất hiện trên cầu thang trong Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban. 2. Khoảnh khắc Voldemort ôm Draco trong phần cuối của loạt phim là cảnh không có trong kịch bản. Đó chỉ là hành động bộc phát của nam diễn viên Ralph Fiennes và nếu để ý sẽ thấy Tom Felton có một chút bối rối. 3. Trong Harry Potter và hòn đá phù thủy, lúc thầy Creel quay lưng lại, vết sẹo trên trán Harry bắt đầu rắt. Đó là vì gương mặt Voldemort ở sau gáy của Creel được che bằng khăn đang nhìn trực diện vào cậu bé. 4. Hình xăm trên cổ Lucius Malfoy xuất hiện trong Harry Potter và bảo bối tử thần, chính là số hiệu của hắn khi bị nhốt trong ngục Azkaban. 5. Trong phòng của Tom Riddle, có 7 viên đá, tương ứng với số trường sinh linh giá mà Voldemort muốn tạo ra. Đây là cảnh phim hồi tưởng xuất hiện trong Harry Potter và Hoàng tử Lai. 6. Nhóm chế tác đã tạo ra cây đũa của chúa tể hắc ám khác biệt một chút bằng cách tạo ra thêm một cái móc vào ngón tay để trông có vẻ như được tạc từ xương. Bên cạnh đó, phần móc này cũng giúp chúng trượt và giúp Voldemort múa phép uyển chuyển hơn. Nhóm nghiên cứu cũng chia sẻ họ đã chế tác ra từ 500 đến 600 cây đũa để phục vụ cho công tác quay phim trong suốt 8 năm. 7. Trong phim, giáo sư đỗ lọt trung thành với kiểu tóc xoăn ngắn và trang phục màu hồng từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, màu hồng càng đậm càng biểu hiện cho sự hỗn loạn và biến chất của bà ta. 8. Cách mang khăn quàng cổ gợi ý về tính cách của ba nhân vật chính. Hermione thắt khăn một cách chính xác và tươm tất, trong khi Harry quàng chiếc khăn qua vai, còn Ron thì buông thả hoàn toàn. Trong thế giới của J.K. Rowling, số 7 là một con số mang tính biểu tượng cho 7 trường sinh linh giá của Voldemort và Harry là một trong số đó. Tuy nhiên, con số 7 trên trang phục Quidditch của Harry không phải là gợi ý về việc cậu bé là một trong 7 trường sinh linh giá, mà đơn giản chỉ là nhà thiết kế lấy cảm hứng từ đồng phục thi đấu của cầu thủ David Beckham, người gắn liền sự nghiệp thể thao với con số này. 10. Khi thầy Lockhart giải phóng các yêu tinh trong lớp học, Hermione là học sinh duy nhất lập tức gạt toàn bộ sách vở xuống dưới sàn. Đó là vì Hermione biết được rằng loại yêu tinh này sẽ xé tan tành mọi thứ mà chúng thấy trước mắt, và đây cũng là chi tiết cho thấy phản ứng nhanh nhạy cũng như kiến thức sâu rộng của cô bé. 11. Tại nơi Severus nếp chút hơi thở cuối cùng, có thể thấy chiếc khăn sọc của Gryffindor treo trên tường, và có lẽ đó là chi tiết ẩn dụ về bản chất thực sự của thầy Snape là Gryffindor chứ không phải Slytherin. Ngoài ra, đó cũng có thể là một cách ví von rằng có thể thay đổi vẻ ngoài dễ dàng nhưng bản chất thì không. 12. Nhân vật Moody Martin và Bill Weasley trong phim không hề có sự liên hệ, nhưng ngoài đời thì hai diễn viên thủ vai này chính là bố con ruột. 13. Trong cảnh cuối ở nhà ga ngã tư vua, Draco Malfoy xuất hiện cùng vợ con và nữ diễn viên đóng vai vợ của Malfoy là Jade Gordon, bạn gái ngoài đời của Tom Felton lúc bấy giờ. 14. Vết sẹo trên trán của Harry mờ đi rõ rệt trong cảnh quay cuối cùng của loạt phim tại nhà ga ngã tư vua. Đó là chi tiết ẩn dụ về việc mọi chuyện đã kết thúc, mọi tổn thương mà Harry chịu đựng trong suốt 19 năm đã phai mờ và lành lặn. 15. Bảng hiệu của quán cái vạc lùng thường trống trơn, nhưng khi có phù thủy lại gần thì nó sẽ hiện ra tên quán một cách vi diệu. Trên đây là một số chi tiết thú vị trong loạt phim Harry Potter, và dĩ nhiên là còn nhiều những tiểu tiết hay ho khác mà chưa ai khám phá ra. Đấy, bảo sao lần nào xem lại Harry Potter cũng thấy hấp dẫn như lần đầu. Bạn còn phát hiện ra chi tiết nào thú vị nữa? Hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận nhé! Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.